xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị đến với kênh khám phá lịch sử hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mối quan hệ giữa chủ tịch hồ chí minh và cố vấn vĩnh thủy tức vua bảo đại sau khi thoái vị đây là một câu chuyện lịch sử thú vị chứa đựng nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm tôi xin phép được chia sẻ một số tư liệu lịch sử mà cá nhân tôi đã sưu tầm được trong quá trình nghiên cứu về chủ tịch hồ chí minh và thừa thiên huế Đầu tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của ông Hoàng Xuân Bình, người từng là sĩ quan hầu cận cho cố vấn Vĩnh Thủy. Vào tháng 9 năm 1945, ông Bình được giao nhiệm vụ này. Ông kể lại một sự kiện đáng nhớ vào ngày mùng 5 tháng 9. Hôm đó, ông Tháp Tùng cố vấn Vĩnh Thủy đến gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp Vĩnh Thủy rất trọng thị và thân tình. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Vĩnh Thụy tại nhà riêng. Hai người đã cùng nhau đi dạo trong vườn và trò chuyện thân mật. Hình ảnh một vị vua cũ ăn mặc sang trọng đi cạnh một vị lãnh tụ giản dị, mộc mạc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những người chứng kiến. Một câu chuyện khác cũng được ông Bình kể lại là việc cố vấn Vĩnh Thụy đọc diễn văn khai mạc tuần lễ vàng. Ban đầu, ông đọc chưa được trôi chảy. Nhưng sau khi được góp ý, ông đã hoàn thành bài diễn văn rất tốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lá thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho cố vấn Vĩnh Thủy khi ông đang công tác ở nước ngoài. Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Vĩnh Thủy về vai trò quan trọng mà đất nước giao phó và mong muốn ông sống xứng đáng với trọng trách đó. Theo nhà sử học Jean Lacouture, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Ngài chớ quên rằng ngài là đại diện cho nước Việt Nam và lịch sử Việt Nam. Một chi tiết đáng chú ý nữa là trước ngày toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tiền và vàng cho cố vấn Vĩnh Thụy. Vào tháng 7 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn báo chí và bày tỏ mong muốn cố vấn Vĩnh Thụy sớm trở về nước. Câu chuyện thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến điệp viên A13, ông Nguyễn Văn Hoàng Ông Hoàng đã gặp Bảo Đại và hai người đã có cuộc trò chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo Đại đã bày tỏ sự kính trọng và tình cảm của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà ông coi như cha. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những chia sẻ của cựu Hoàng Bảo Đại về Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cuối đời. Trong một cuộc phỏng vấn, Bảo Đại đã kể lại việc ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội và sự kính trọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho ông. Bảo Đại cũng chia sẻ về việc ông được mời làm cố vấn tối cao của chính phủ và lý do ông nhận lời. Ông khẳng định mong muốn của mình là một nước Việt Nam độc lập. Khi được hỏi về cảm tưởng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo Đại đã trả lời rằng ông luôn coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người yêu nước, một người có tinh thần quốc gia. Qua bốn câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy được mối quan hệ phức tạp nhưng cũng rất đáng suy ngẫm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cố vấn Vĩnh Thủy quý vị nghĩ sao về mối quan hệ này những tư liệu lịch sử này đem lại cho quý vị những suy nghĩ gì hãy chia sẻ ý kiến của mình với chúng tôi nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe khám phá lịch sử xin chào và hẹn gặp lại trong các tập podcast tiếp theo